Thứ ba cô mới đi học về. Thứ ba cô mới đi học về. Thưa, ý không có cái nón ôm ở nhà. Yeah. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên có cây đời đời đời. Không có tao ở nhà là ca hát tối ngày vậy mày hả? Mà con thích hát, ba cho con hát được, con muốn làm ca sĩ mà. Dẹp! Ca sĩ gì hết mày? Bài vở làm chưa? Dạ làm rồi. Hồi nào? Hôm qua. Hôm qua, hôm qua. Mày giỡn với tao hả mày? Mày giỡn không mày? Tao hỏi bài vở bữa nay. Bài bữa nay hả? À. Chưa. Chưa, 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 chưa hả mày? Mày nhảy mà mày, tao đánh không được nhảy mày. Thấy không? Chưa hả mày? Giỡn mặt hả mày? Nè, tôi báo cho biết, bữa nay tôi kiểm tra bài, không thuộc bài, mỗi bài ba roi, nhớ chưa? Dạ. Đứng đây. Giờ kiểm tra bài bắt đầu. Trước nhất, môn toán học. Sắt bị oxy hóa tạo thành oxit bằng 2 lần Fe2O3, hiểu không? Dạ không. Tao cũng vậy. Tổng tam giác vuông góc bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương cạnh hai góc vuông, hiểu không? Dạ không. Tao cũng vậy. F bình phương cộng F bình phương cộng oxy cộng oxit cộng tụ nó dis bằng mấy lần, hiểu không? No, hiểu. Tao cũng no luôn. Ủa, ê, như vậy là sao mày học mà không hiểu mày hả? Ủa ba, chứ cái này lớp lớn mà ba. Lớn nhỏ vẫn biết, tôi dạy là phải nghe lời. Rõ ràng con không thuộc bài, phải không? Cúi xuống, cúi xuống. Làm sao ba? Con không thuộc bài thì con bị đòn. Cúi xuống. Ba nói con khó hiểu quá. Có gì đâu khó hiểu. Tại vì con không học bài thì bây giờ con ăn đòn. Cúi xuống. Cái này làm sao cả? Là cái cây này vô cái đít con ba cái, hiểu không? Thiệt, hoàn toàn con không hiểu gì hết. Mày không hiểu vậy hả? Dạ không. Thằng này ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Cầm cây đi. Đánh đi. Dạ. Một, hai, ba, hiểu chưa? Con thấy làm sao đây, con thử lại coi. Ừ. Ê, ê, mày đánh là ba cái rồi, không thử nữa mày. Ê, cúi xuống, đây, cúi xuống. Khoan, con có đề nghị như vậy nè. Sao? Bây giờ ba kiểm tra bài con đi. Ừ. Nếu con không thuộc bài, ba đánh một lần. Chứ ba đánh từng chập như vậy, cây đao nó bị gián đoạn. Chết. Có lý, thầy nói có lý. Được, tôi chấp nhận đề nghị này. Như vậy bài học gì rồi thiếu tôi ba cây để đó. Bây giờ bài học thứ hai, à, nghe rõ mày, không có giỡn mặt mày à. Lịch sử địa lý, đọc cho tôi nghe chuyện vua An Dương Vương và Trọng Thụy Mỹ Châu. Bắt đầu. Dạ. Trọng Thụy Mỹ Châu, Trọng Thụy Mỹ Châu, hai người gặp nhau làm đám cưới. Lúc đó chưa cười, về nguyên nhân mới phát cười. Sao? Trời ơi. Trọng Thụy Mỹ Châu mà cười hả mày? Chết à. Cha con lộn, hàng mặt tử. Trời ơi, cho nó học rồi nó lộn. Thôi ba cho con đọc lại nha. Đọc lại, tao đập cái chết, lẹ lên, lẹ. Vua An Dương Vương có cây nọ thần. Trọng Thụy Mỹ Châu đánh cắp cây nọ thần. Đúng. Vua An Dương Vương nghe tin liền sai binh lính đuổi theo. Đúng. Bắt Trọng Thụy Mỹ Châu dạ về triều và tịch thu lại cây nọ thần. Vua An Dương Vương tức giận vì sự phản bội của con nên giết con và tự sát. Rồi sau đó hết. Trời ơi. Mày giỡn mặt hả mày? Hết mày phải nói liền chứ mày để tao chờ mày. Được. Bài này có thuộc. Không đánh bài này. Nhưng đánh bài trước ba cây. Cô xuống này. Cô xuống mày không thể nào cãi đổ rỗi. Ba. Cái gì vậy? Ba. Cái gì vậy? Hả? Nói nhỏ hả? Dạ. Cái gì? Con nói ba nghe nè. Con học được, con học cũng được. Ừ. Nhưng mà ba cho con hát đi. Lỡ lớn con thành ca sĩ nổi tiếng sao? Con nhiêu tiền con cho ba hết luôn. Nha. Mày đừng dụ tao. Ê,
Tự nhiên đang học mà nói chuyện hát làm sao mày? Bây giờ ba cho con hát không? Không. Ba đừng trách con nha. Trách gì? Mày là con tao, tao dạy mày phải nghe lời. Trách gì? Mày đánh tao à? Mày giật. Ê, mày leo đâu á? Mày leo đâu? Con nhảy lầu. Trời. Leo xuống. Leo xuống. Leo. Gì? 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 Nói nhỏ hả? Nhảy lầu nữa. Mới bị lớn mà suy nghĩ nhảy lầu tầm bậy. Lỡ con không biết con làm thiệt, gãy tay gãy chân khổ cả đời. Khổ cho con mà khổ ba, hiểu chưa? Không có được nghĩ vậy chưa? Dạ. Được, bây giờ muốn hát phải không? Dạ. Từ từ, tôi thấy có khả năng tôi cho hát. Ba hứa nha. Hết thồn mày. Được, tôi hứa với ba điều kiện. Thứ nhất, muốn hát phải biết vũ đạo. Dạ. Thứ hai, muốn hát phải biết son phe nhạc. Dạ. Thứ ba, phải biết hát nhạc, đồng ý không? Dạ đồng ý. À, ngon ha. Được. Như vậy trước nhất môn vũ đạo, biết vũ đạo là gì không? Dạ biết. Là gì? Là bạn của Vũ Linh. Trời ơi, trời ơi, mày giỡn mặt cái tao mày. Hả? Vũ đạo sao bạn Vũ Linh mày? Thì Vũ Linh muốn vũ đạo. À. Đúng đúng đúng, này nó đúng. Vũ Linh có vũ đạo. Đúng 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 rồi. Đó, giờ hiểu rồi phải không? Dạ. Rồi. Bây giờ ba ra đề tài đi. Rồi, nghe đây. Một ông vua có một cô công chúa xinh đẹp. Chàng hoàng tử nước láng giềng tìm tới xin cầu hôn. Đức vua không đồng ý bởi vì sao? Nước láng giềng trước đó đã xâm lăng. Nghe rõ không? Dạ. Vì lẽ đó, ổng nhớ mà hận thù mới truyền cho binh lính đuổi hoàng tử ra khỏi hoàng cung và cho đánh mù đôi mắt. Diễn được không? Dạ được. Ê, cái này khó à nha. Dạ, con diễn được mà. Bảo đảm phải không? Dạ. Tao tin mày nha. Dạ. Rồi đâu mày làm coi. Dạ. Go. Ê, bị gì vậy? Đuôi. Hả? Bị đuôi. Mà sao đuôi vậy? Bị lính đánh. Lính đánh? Mà lính nào đánh? Lính của vua. Lính của vua? Mà ông là ai vậy? Hoàng tử. Hoàng tử? Hoàng tử sao bị đuôi? Hôm ập đó hỏi hoài. Trời ơi, mày ngộ quá. Tao thấy mày đuôi thì tao đóng ruột tao mày hỏi chứ. Bởi vì tao là ba mày, tao đóng ruột tao mày hỏi mày nói chuyện ngộ vậy. Con đang diễn mà. Hả? Ủa, đang diễn hả? Dạ. Tôi quên nó đang diễn. Tao là được rồi, được rồi, được rồi. Tôi quên. Rồi tôi chấp nhận môn này tôi cho qua. Bây giờ môn thứ hai. Biết son phe nhạc không? Dạ biết. Bảo đảm nha. Dạ. Đâu, rồi làm coi. Rồi, mày thở không à, mày không có làm được. Mày không biết nhạc, tao biết chắc vậy rồi. Đồ, re mi fa sol si do, do si la sol mi mi fa do. Ê, mày nói cho tao nghe hai cái nốt nhạc chót là nốt gì? Rê đồ. Ê, tôi nghe không phải rê đồ. Rê đồ đó ba. Chắc phải không? Dạ. Đâu làm lại tôi nghe nữa coi. Dạ. Đồ, rê mi fa sol si do, do si la sol mi mi fa do. Trời ơi, nó qua mắt tôi, nó tưởng tôi điếc. Ê, cái này không phải rê đồ, tôi nghe rõ là cái này. Trời ơi, không lẽ nó nói lần đầu tiên tôi mới biết trong nhạc có hai cái nốt phơi đồ. Mày qua mắt tao đâu có được, tao nghe rõ ràng mày nói phơi đồ phải không? Con chắc chắn với ba mà. Hả? Chắc chắn phải không? Dạ. Bây giờ tôi nghe kỹ là chính xác lần nữa nha. Dạ. Không được là tôi không cho hát nha. Dạ. Rồi, đâu làm coi. Đồ rê mi fa sol si do, do si la sol mi mi rê đồ. Con nói rê đồ mà. Ủa rê đồ hả? Dạ. Tao tưởng phơi đồ nữa. Ủa sao nãy tao nghe phơi đồ mà? Con nói rê đồ quá không nghe. Trời ơi, này nó làm tôi khủng hoảng tinh thần quá. Rồi, được rồi, tôi chấp nhận cho qua môn thứ hai. Bây giờ môn thứ ba tôi hỏi biết hát nhạc không? Nghe con đó. Bảo đảm không? Dạ. Thiệt nha. Dạ. Hát trật là tôi cho đi học luôn nha. Dạ. Rồi, đâu làm tôi coi coi. Ê, nhưng mà khoan, đây nè, hát nhạc trẻ mới được à. Là ăn sao ba? Thấy không, vậy mà nói là hát lên nghề con cái gì đây nè.
Coi tôi hát rồi bắt chước nè. Nha, coi nè. Đếm nhịp. Cái tật ta hát phải có nhịp tao mới hát được. Dạ. Nghe nha. Buồn vì em bóng hình xa. Bằng tình bay theo lời hứa rêu. Trời ơi, mày giỡn mặt hả mày? Mày nhịp vậy ông nội tôi hát không nổi nữa. Chứ mà muốn sao? Trời ơi, âm nhạc là tao nhịp đều. À, đều phải không? Làm cho ngon lành đàng hoàng coi. Vô. Được đó. Buồn vì em bóng hình xa vắng, tình bay theo lời hứa rêu phong. Em yêu ơi anh đâu có biết ánh mắt nào anh mai mu mà bà la ma la mây la ma la ma la mây la mây la ma la ma la mây da bà la ma la mây la ma la mây da mây da ma la ma mua gì đâu Phật nam mua gì đâu. Trời ơi, âm nhạc mà nhịp lẽ qua tụng kinh rồi. Ba kêu con nhịp đều đều. Trời ơi, ta nhịp đều đều mà nhịp lẽ qua tụng kinh rồi. Trời, ba hát đúng nhịp, ba nghe con hát đúng nhịp luôn nè. Nè, thay đồng được không? Bảo đảm ha. Dạ. Tao tin mày nha. Dạ. Đâu làm coi. Chân vui bước bè say, đôi cùng tin phù xuôi lòng trai. Nhớ nhé em đêm nay mừng vài kể vài đám say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào xuân ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya trao lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Hồn chơi vơi người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thao sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay mình quay cùng trong ngất ngơ. Hai lắng nghe cùng nhạc bừng lên rộn ràng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cuồng tin cuồng si nồng cháy. Nhớ nghe em đêm nay vài kể vài đám say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin chào xuân ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya trao lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn trời vơi người yêu ơi, nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay mình quay cùng trong ngất ngây. Say tuyệt vời, wow wow, cú ca đồng
chà chà. Tao thấy con được không? Trời ơi, tôi mệt tim quá. Nó hát mà tôi nhảy theo tôi mệt gần chết. Tao rồi bà tin tưởng rồi. Để tao nghĩ chút chứ. Mày làm tao mệt quá. Trời ơi, tôi theo mày muốn tôi chịu theo không nổi rồi. Rồi, bây giờ vậy. Ba gửi con đi học con chịu không? Dạ. Được ha? Dạ. Gửi học nhạc đàng hoàng hát cho ngon lành không? Bây giờ tao hỏi nè. Biết Duy Phương không? Dạ biết. Ai? Là ông. Trời ơi, còn chờ gì nữa. Theo tôi dẫn đi hát luôn. Khoan ba. Gì vậy? Ba phải tế nhị chứ. Làm sao? Chào. À, có ý nghĩa mày muốn nói là nếu mà trước khi đi phải hát bài chào đàng hoàng phải không? Dạ. Thằng này hay thiệt. Làm con. Dạ. Đến bên em giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng tôi vui xuân à. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân, vui xuân vui xuân, và nhớ phút tay gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Xuống gió xuân nồng cháy muôn hoa thầm thơ, mang say đắm cho đời, mang say đắm cho đời, nhớ nghe nhiều, nhớ nghe nhiều ơi, mang hạnh phúc tuyệt vời, đi về đừng quên nhà anh.